đắc kỷ. Ngày xưa, sau thời kỳ các anh hùng phong ấn được đắc kỷ, tiêu diệt trụ vương và các tinh linh phong thần bản, thì cho đến một ngày, đắc kỷ thoát được phong ấn, trộm phong thần bản trốn xuống hạ giới. Các thiên binh thiên tướng tìm khắp nơi trên thiên đình, thì phát hiện Khương Tử Nha cũng đột ngột mất tích. Nghi ngờ cha già này dắt gái ôm của cải bỏ trốn, Ngọc Hoàng ra lệnh cho Dương Tiễn, cha con Lý Tịnh kiểm tra một tra na tra, Lôi Chấn Tử xuống hạ giới truy lùng đôi cẩu nam nữ về chịu tội. Ê, thấy rồi mọi người, bắt nó thôi. Nó kìa, nó kìa. Đâu? Chờ tôi với. Nó làm gì vậy? Ở đâu? Mình người ta làm gì vậy? Bọn nó làm gì ta? Nghe đâu là bắt cái gì á. Nghe bắt cái gì chứ? Đông người như vậy mà cũng không bắt được. Đó đích thị là yêu nghiệt đắc kỷ. Mấy bà bắt được con nào chưa vậy? Ta nghe có mùi cất. À không, có mùi yêu khí. Trời ơi, hết hồn. Đâu? À, con hồ ly chín đuôi kìa. Ồ, hồ ly chín đuôi. Đâu? Hồ ly chín đuôi. Đánh cha tôi cái thằng này. Từ từ, chờ tôi với. Trời ơi, từ từ thôi. Làm gì mà chen hết chứ vậy? Trời ơi, Dương Tiễn đâu rồi? Dương Tiễn. Dương Tiễn đâu rồi? Đây nè. Mấy ma. Hả? Ây da. Yêu nghiệt đâu rồi? Đâu? Ở đâu? Đâu rồi? Hình như bên kia kìa. Bên kia kìa. Né ra đi. Thấy chưa vậy? Ở đâu vậy? Bên đó kìa. Cuối cùng cũng thấy rồi. Hồ Ly Tinh, ngươi chạy đâu cho thoát? Đã ra. Mau bắt yêu nghiệt cho cha. Cha kêu con hả? Thôi cha ơi, con lập công nhiều rồi. Thôi, để cho hai anh của con đi. Kiểm tra. Dạ. Mọc ra. Dạ. Bắt yêu nghiệt cho ta. Sao? Cha để con nói cha nghe này cha. Tụi con á, tài hèn sức mọn. Không ấy cha để cho Dương Tiễn hay là Lôi Chấn Tử đi cha. Ê tử tử, tao nói mày nghe này nè. Tao thấy cái công này nó lớn quá. Không thôi để Nguyên Sói làm đi ha. Thôi. Không có bàn cãi gì nữa. Tất cả cùng sống lên. Cha già có bị sao không? Chuyện đâu còn có đó. Tất cả hai từ từ, không cần phải gấp. Không cần phải gấp đâu. Không, con thấy gấp lắm rồi cha ơi. Ta là Nguyên Sói, ta nói các ngươi không nghe ta, giãn ra. Cha ơi, cha có mệnh hệ nào á, tụi con biết làm gì bây giờ? Không ấy cha để con thế cho cha. Kim ra, mọc ra. Na tra nó đã giới tính không rõ ràng rồi. Bây giờ các ngươi có mệnh hệ gì? Ai nói giọng cho ta hả? Cha, cha nói kỳ quá à. Ê, ông nói vậy mà nghe được hả? Kỳ cục quá à. Na tra ơi, chờ tử. Nguyên Sói à. Nguyên Sói, ông ấy ta thế ngàn được không? Làm sao được? Ta một thân một mình, lại không có vợ con gì hết. Ta nghĩ ta thay thế được cái Nguyên Sói à. Không được đâu Dương Tiễn. Hả? Sao vậy? Ngươi không lo cho ngươi thì thôi, ngươi còn phải sống để mà lo cho con chó của ngươi chứ. Trời đất ơi, nếu như ngươi có mệnh hệ gì, ta ai nấy lắm. Trời đất ơi, để ta cho. Ghê không? Đắc kỷ à? Nàng hãy bắt ta đi, muốn làm gì thì làm. Trời đất quỷ thần. Lý Nguyên Sói, Lý Nguyên Sói à? Sao Lý Nguyên Sói? Bây giờ tôi sao? Nè, cái tên kia, cái bản phong thần này có cái gì là bí mật mà cái lão già Khương Tử Nha đó lại giấu kỹ như vậy hả? Ta không biết. Chẳng phải lão già đó trốn với người đi xuống đây hay sao? Đôi cẩu nam nữ. Cái gì? Ngươi nghĩ ta đẹp như thế này mà lại đi thích cái ông già đó hả? Chắc là theo mấy con khác thôi. Nè, cha ta, cô ta hả đó kìa. Cô ta nhanh lên. Hả cha ta mau ra. Đi lộn. Mau thả cha ta ra. Đắc kỷ, mau thả Lý Nguyên Sói ra. Nhanh lên. Thả đi. Cô ta.
cô ta khỏi con yêu nghiệt này đi. Thứ ta đang giữ không chỉ là Lý Tịnh mà còn có phong thần bản. Phong thần bản mà các ngươi có biết phong thần bản quan trọng như thế nào không? Phong thần bản chính là sinh mệnh của tất cả các anh hùng có tên trong đó. Các ngươi nghe cái gì chưa? Nghe chưa? Phong thần bản là sinh mệnh của các ngươi đó. Hả? Nếu ta phá hủy bản phong thần này thì các ngươi sẽ chết. Đến quăng thì quăng đi, có nhiều quá bà thím. Trời ơi, ai làm mà số bậy vậy trời? Quăng thì quăng. Đừng quăng. Khùng hả bà nội? Ủa, sao không ai bị gì hết vậy? Bị gì? Bị gì bà? Bị gì? Bị gì là bị gì? Bị gì? Đắc Kỷ, ta bắt ngươi. Cuối cùng ta bắt được rồi. Bắt được rồi kìa. Bắt được nữa rồi. Vậy là cuối cùng ta cũng đã bắt được ngươi. Kể từ lúc ngươi trốn xuống trần gian tới giờ, ta mê ngươi lâu lắm bây giờ mới bắt được ha. Này Khương Tử nha, cuối cùng thì bản phong thần có liên quan gì tới sinh mạng chúng tiên chứ? Liên quan gì tới sinh mạng chúng tiên? Thực chất nó chỉ là sổ tính lương của các ngươi mà thôi. Mà sổ tính lương liên quan gì tới sinh mạng? Đúng rồi. Đắc Kỷ đã quăng nó đi rồi. Vậy thì kể từ đây ta không cần trả lương cho các ngươi nữa.